Chăm cháu nội 3 năm, tôi bất ngờ nhận phong bì gần 200 triệu đồng từ con dâu. Biết sự thật mà rơi nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua Triết Lý Vàng đã được nghe qua câu chuyện của bà Tân. Câu chuyện này khiến nhiều người phải suy ngẫm vì liên quan tới bài học về tình thân. Dưới đây chính là chia sẻ của bà Tân về những gì mình trải qua. Sau nhiều năm chung sống, tôi và chồng chỉ có duy nhất một người con trai. Có lẽ vì thế mà mọi tình yêu thương chúng tôi đều dành trọn cho con mình. Hồi còn trẻ, hai vợ chồng làm cùng công ty. Dù cuộc sống không mấy dư giả, nhưng con trai vẫn luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất từ chúng tôi. So với bạn bè đồng trang lứa, con tôi lúc nào cũng không thua kém. Tuy nhiên tới khi con trai học cấp 3, chồng tôi lại qua đời vì bạo bệnh. Lúc này mọi gánh nặng tài chính đều đè nặng lên đôi vai tôi. Tuy chúng tôi có chút tiền tiết kiệm, nhưng con trai đang trong tuổi ăn tuổi học, nên tôi cần có nhiều tiền trong tay để chủ động lo toan. Tôi nỗ lực đi làm nhiều nghề, một ngày làm 3 ca để cải thiện thu nhập. Tới khi con trai đỗ đại học, tôi vẫn cố gắng từng ngày để ước mơ của con không bị dang dở. Sau khi tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc ổn định, con trai tôi rất chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm tiền để lo cho cuộc sống của riêng mình. Khi con nói muốn mua một căn nhà riêng nho nhỏ, tôi quyết định sẽ rút số tiền tiết kiệm từ thời trẻ để con có thể đặt cọc nhà. Bản thân luôn mừng thầm vì con trai là đứa ngoan ngoãn biết nỗ lực. Ngày con trai tìm được một nửa ưng ý, tôi cũng mừng cho con. Con sống trong ngôi nhà ở thành phố, còn tôi vẫn ở căn nhà nhỏ ngày xưa. Vì sức khỏe ổn định, nên tôi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, không cần phiền tới con cái. Cho tới một hôm con trai gọi điện cho tôi và nói rằng muốn đón tôi lên ở cùng. Lúc ấy con dâu đang mang thai, tôi đã có tuổi, con trai lại đi làm cả ngày, nên nếu có tôi ở cùng con sẽ yên tâm làm việc hơn. Nghe vậy tôi khóa cửa căn nhà nhỏ, quyết định lên thành phố sống cùng các con. Ở nhà con trai tôi khá thoải mái. Hàng ngày tôi phụ giúp các con chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Ở đây các con cũng quan tâm từng ly từng tí tới sức khỏe của tôi, nên bản thân rất yên tâm. Thoát cái cũng đã 3 năm kể từ ngày tôi lên thành phố sống cùng con cái. Khi cháu trai tròn 3 tuổi, các con cho cháu đi học cả tuần. Lúc này hai con đều nói rằng tôi nên quay trở về quê sống, vì ở đó thoải mái hơn. Tôi cũng cần có những sở thích riêng và tận hưởng cuộc sống hưu trí. Bất ngờ khi phát hiện một món quà đặc biệt. Nghe lời con, tôi bắt xe về nhà mình. Tuy nhiên khi vừa về đến nhà, tôi chợt phát hiện trong ví của mình có 2 sổ tiết kiệm 200 triệu đồng. Sau khi định thần lại, tôi lập tức gọi cho con trai và con dâu xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này con dâu nói rằng chính mình đã bỏ số tiền đó vào ví của tôi. Khi tôi hỏi tại sao, chúng chỉ ậm ừ cho qua và nói rằng tôi cứ tiêu số tiền đó thoải mái. Vì lời nói không rõ ràng của con, tôi tắt máy và mấy ngày liền không liên lạc lại. Tôi đắm chìm vào suy nghĩ các con quá thực dụng, coi tôi như một bảo mẫu, nên mới đưa số tiền lớn như vậy để tôi mang về quê. Lẽ nào đây là tiền các con trả công cho tôi suốt thời gian tôi sống cùng và chăm sóc cháu trai? Khoảng một tuần sau, tôi bỗng thấy hai con đưa cháu về nhà mình. Cuộc gặp gỡ này khiến tôi xúc động, vì các con đã giải thích rõ ràng về số tiền trước đó. Con dâu nói rằng vì tình hình tài chính hiện tại của hai vợ chồng đã ổn định, mẹ lại vất vả nhiều năm nay, nên muốn gửi số tiền ấy để mẹ dưỡng già. Các con mong tôi sống thật vui vẻ, dùng số tiền đó để làm những gì mình muốn. Lý do trước kia con dâu không nói rõ với tôi về khoản tiền đó là sợ tôi sẽ từ chối. Vì thế chúng lén lút để tiền vào ví của tôi trước khi tôi về quê nhà. Sau sự việc này bản thân cảm thấy mình thật may mắn vì đã nuôi dạy những đứa con ngoan ngoãn hiếu thuận. Dường như trong cuộc sống này,
công sức tâm huyết mà chúng ta bỏ ra đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Và trước khi đánh giá điều gì, ta không nên nóng vội mà cần tìm hiểu, lắng nghe nhiều chiều để tránh mắc sai lầm không đáng có. Quý vị và các bạn thân mến, có câu nói, 60 năm như nước chảy qua cầu, ta lại sống tiếp. Chê thông gia nghèo và cách kết cay đắng. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dù có tốt đẹp đến đâu, cũng sẽ có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Gặp nhà chồng tốt thì còn đỡ, chứ nhiều người gặp phải nhà chồng cay nghiệt, bố mẹ chồng khắt khe khó chịu khinh thường, thì sống cũng đến khổ. Chê thông gia quê nghèo, ngày cưới bố mẹ tôi trao 3 sổ đỏ làm quà, khiến nhà chồng xúm lại nịnh. Ngày Tiến dẫn tôi về xa mắt, bố mẹ anh thẳng thừng cảnh báo và đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lúc đó. Họ bảo đứa con gái xuất thân từ nông thôn nghèo như thế, không có cửa bước chân vào ngôi nhà 5 tỷ này của họ, chứ đừng nói đến là làm dâu. Xuất thân quê mùa cũng là một cái tội. Bị nhà Tiến phản đối như thế, tôi khổ tâm lắm. Tôi muốn buông tay để giải thoát cho cả hai. Tôi không muốn vì cố chấp lấy Tiến mà tôi và cả nhà bị bố mẹ Tiến khinh rẻ như thế. Nhưng sau tất cả, Tiến lại là người níu kéo, cầu xin tôi ở lại. Vì chuyện này mà Tiến dám cãi lại lời bố mẹ. Anh đe dọa, nếu bố mẹ ngăn cấm lấy tôi, anh sẽ chết cho mà xem. Đó là lý do mà bố mẹ Tiến dù có ghét tôi cay đắng, nhưng vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đám cưới của chúng tôi được diễn ra ngay sau đó chừng 2 tháng. Ngày cưới nhà trai làm cỗ linh đình, khách khứa toàn người giàu có, nên bố mẹ chồng chi mạnh tay lắm. Đón con dâu về, mẹ chồng đã hớn hở cầm 5 chiếc kiềng vàng lên trao cho con dâu, khiến ai đó cũng trầm trồ ca ngợi, bà là người hào phóng giàu có đến vậy. Trao xong vàng cho tôi, mẹ chồng bước xuống nhìn bố mẹ tôi mà không quên bon nớt thêm cái bĩu môi thật dài, chê tỏ ý coi thường. Chắc hẳn bà đang nghĩ nhà tôi quê mùa, không có gì ngoài 2 cái thân giả giữ đám cưới của tôi. Trong khi mẹ chồng đang lẩm bẩm chê bai nhà gái, thì bất ngờ mẹ tôi bước lên đứng cạnh nói, có món quà muốn tặng. Thấy mẹ tôi rút trong túi ra 3 cuốn sổ đỏ khu đất mặt đường trị giá 10 tỷ, khiến ai nấy cũng choáng váng vô cùng. Xong xuôi mẹ tôi cũng nhìn thông ra cười nhẹ. Này bà, 3 cuốn sổ đỏ như thế đã đủ để bà yêu quý con gái tôi chưa? Sao? Sao có thể giàu có? Giàu đến vậy chứ? Nhà tôi buôn gỗ bao nhiêu năm nay, nên cũng có chút quà nhỏ làm của hồi môn cho các cháu. Nếu con bé được đối xử tử tế, thì còn nhiều hơn thế nữa cơ. Chỉ hy vọng bà sẽ yêu thương con Liên như con đẻ của mình. Chúng ta già cả rồi, hãy biết sống vì con cái một chút bà ạ. Đừng để đồng tiền quyết định tất cả, rồi lúc chết vẫn không rửa được tiếng nhục đâu. Xin lỗi bà, tôi nói hơi quá, nhưng đó là những điều sự thật. Dạ, bà nói tôi xin nghe. Thôi, mời bà vào trong nhà xơi nước. Thôi, tôi xin phép, tôi giao con gái mình cho bà, mong bà bảo ban yêu thương cháu. Vâng, sổ hồng sổ đỏ thì cũng trao cả rồi, bà cũng yên tâm nhé. Nhìn mẹ chồng bỗng dưng tốt đột xuất với mình, mà tôi chỉ biết cười khẩy tự nhủ. Trước thấy nhà tôi nghèo, thì cả nhà chồng ghét chửi thẳng vào mặt tôi. Giờ thấy nhà tôi giàu, thì súm lại nịnh nọt các kiểu. Đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác, có thể khiến người ta chuyển từ ghét sang yêu ngay lập tức được. Nhưng họ chẳng thể nào biết cái tôi cần ở đây là tình người, lòng yêu thương thực sự, chứ không phải tiền. Cho nên họ sống thế nào thì tôi cũng sẽ đáp lại y như thế mà thôi. Bố mẹ chồng giàu có khinh miệt thông gia nghèo rất bùng tơi, và cái kết không ai dám nghĩ đến. Nhi sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mẹ cô là những người nông dân, chân đất quanh năm, chỉ biết gắn bó với đồng ruộng. Bố Nhi lại còn đau ốm suốt ngày,
mẹ cô phải trở thành kinh tế chính trong gia đình. Một mình cáng đáng nuôi chồng bệnh tật và hai cô con gái đang tuổi ăn tuổi học. Thương mẹ, Nhi định bỏ học từ năm lớp 9 để đi làm công nhân hỗ trợ gia đình. Nhưng mẹ Nhi dứt khoát không chịu. Đời ông bà đã khổ như vậy, chỉ mong sao con cái chăm ngoan học giỏi, phải có tương lai tốt đẹp hơn. Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, Nhi tốt nghiệp một trường đại học thuộc top đầu trong nước, rồi về làm việc cho một tập đoàn lớn. Tại đây Nhi quen và yêu Sơn. Tuy nhiên tình yêu của họ lại bị gia đình Sơn không ủng hộ. Đơn giản bởi vì nhà anh vốn gia thế khá giả. Bố mẹ đã nhắm sẵn cho anh mấy cô tiểu thư môn đăng hộ đối rồi. Họ không thích Nhi, chê cô gái quê, nhà lại nghèo rất mùng tơi. Rồi cả không thích làm thông gia với nông dân. Những lời này đến tai Nhi, cô buồn lắm. Đã định chấm dứt mối quan hệ với Sơn để không làm bố mẹ bị tổn thương bởi những lời như dao găm ấy. Nhưng vì Sơn là người tốt bụng, lại yêu thương cô thật lòng, anh cũng động viên Nhi và khẳng định nếu không cưới được Nhi làm vợ thì sẽ ở vậy. Nên cuối cùng họ vẫn đến với nhau trong sự hậm hực của bố mẹ chồng. Ngày ăn hỏi, mẹ Sơn tay trao lễ cho bà thông gia, nhưng chẳng thèm nhìn mặt. Cưới nhau về rồi, Nhi cũng chịu đựng đủ thứ khổ sở, suốt ngày bị nhà chồng coi thường bỉa mai vì chuyện đũa mốc tròi mâm son. Bố mẹ chồng cô cũng khinh thông gia đến mức bố mẹ Nhi mời về ăn dỗ nhưng ông bà không thèm về, cũng chẳng thèm nói một lời gì luôn. 2 năm sau khi Nhi về làm dâu thì gia đình chồng cô vỡ nợ, đứng trước nguy cơ bán hết nhà cửa, đất đai, xe cộ, cũng chưa chắc đã đủ trả số tiền vay của ngân hàng. Giữa lúc bĩ cực hỏi vay mượn anh em họ hàng bạn bè chí cốt, nhưng không một ai giúp đỡ, cả nhà loạn hết cả lên mất nửa tháng trời. Thế mà cuối cùng người giúp được bố mẹ Sơn lại chính là những người thông gia trước đây bị ông bà khinh thường ra mặt. Đất quê Nhi năm xưa vốn chẳng có giá trị gì, nhưng nay thành phố phát triển mở mang các dự án lớn xây dựng quanh khu vực đó, đẩy giá đất lên cao ngất ngưởng. Nguyên khu đất ruộng vườn hàng nghìn mét vuông của nhà Nhi được giải phóng mặt bằng. Ông bà được đền bù số tiền không hề nhỏ. Cả đời cũng chưa bao giờ mơ có ngày được sở hữu số tài sản lớn như vậy. Biết nhà thông gia gặp khó khăn, ông bà không chút lưỡng lự cho vay ngay, lại còn thật thà bảo tiền nhiều quá không biết làm gì. Nhờ có số tiền đó mà nhà Sơn mới vượt qua được sóng gió, dần dần lấy lại những thứ đã mất. Dẫu bố mẹ Nhi là người hiền lành, chẳng để bụng những chuyện trong quá khứ, nhưng mỗi lần gặp là bố mẹ Sơn ngại lắm, hổ thẹn về những lời cay nghiệt mà ngày xưa đã dùng để miêu tả về những người thông gia tốt bụng của mình. Cuộc sống là vậy, đừng vội đánh giá hay coi thường người khác, bởi có khi chính bản thân mình cũng chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao đâu. Mẹ chồng ghét cay ghét đắng thông gia nghèo. Chúng tôi yêu nhau trong suốt 4 năm và được sự đồng ý của hai bên gia đình. Năm 2010, chúng tôi chính thức đính hôn và một năm sau chúng tôi mới có điều kiện tổ chức đám cưới. Tôi từ bỏ ước mơ giảng dạy tại quê hương để theo chồng về nơi xa, cách nhà 200 cây số, với mong ước được hạnh phúc bên chồng và được lòng mẹ chồng. Tôi tự tin bước vào gia đình anh. Trong suốt thời gian 1 năm trước khi lễ cưới được diễn ra, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì bên nội chỉ lên nhà tôi 2 lần. Một lần là gặp mặt và lần 2 là làm lễ đính hôn. Sau này có 1 lần cưới nữa là 3. Tôi nghĩ do hoàn cảnh neo người nên chắc ông bà không lên được. Sau này tôi biết tất cả là vì không xứng. Điều đó được minh chứng khi tôi về sống chung với gia đình chồng. Mẹ chồng tôi luôn chê bai gia đình tôi, một gia đình nghèo, ăn nói quê mùa, lúc nào bên chồng cũng chê gia đình tôi là dân miền núi không biết gì. Tôi rất buồn, đặc biệt là mỗi lần bố mẹ đẻ tôi xuống chơi, thái độ bố mẹ chồng tôi khiến tôi càng thương hai song thân của mình hơn. Sự phân biệt đối xử ấy được thể hiện mạnh mẽ hơn cả là từ mẹ chồng tôi. Trong xóm có đám cưới nào, bà đều nói, con bé đó xấu, nhưng nhà đó giàu, hay con trai thời bấy giờ phải lấy vợ thật giàu. Thật sự về gia cảnh hai gia đình thì không ai hơn ai cả. Song thân của tôi là cán bộ về hưu, về chăn nuôi trồng trọt để thêm thu nhập nuôi con cho chị gái, cho anh trai tôi, tạo điều kiện cho anh chị tôi làm ăn góp vốn sau này,
chứ bố mẹ không giữ cho riêng mình. Bố mẹ tôi có đủ tình thương cho con cháu và đủ tiền bạc để sống thoải mái. Còn gia đình chồng tôi thì khác. Mẹ chồng không có lương, ở nhà sản xuất. Bố chồng có lương đủ cho gia đình chi tiêu trong một tháng. Chỉ khác là bên ngoại tôi ở miền núi, bên nội ở miền xuôi, văn hóa tập tục khác nhau. Người miền núi thì chất phác thật thà, tình cảm. Còn người miền xuôi thì khôn khéo hơn, trải chuốt hơn. Sự phân biệt đối xử giàu nghèo đã làm hai bên thông gia không tình cảm như những thông gia khác. Tôi là người biết rõ nhất. Điển hình là mẹ chồng tôi hay gọi điện hỏi thăm chị dâu, cũng như gia đình chị dâu tôi, vợ của anh trai chồng tôi. Dù ốm đau hay lễ Tết gì bà đều gọi điện. Tôi cũng phải công nhận nhà chị chồng tôi rất giàu, công việc thu nhập cao. Trong khi đó đáng ra thì đã gọi cho thông gia này thì gọi luôn thông gia kia. Nhưng mẹ chồng tôi không bao giờ tự động mà gọi cho gia đình tôi. Ban đầu khi tôi mới về nhà chồng, bố mẹ đẻ tôi sợ tôi vụng về, nên trong một năm đầu hay gọi điện hỏi thăm ông bà nội, hay xuống thăm ông bà và mang những món quà quê biếu thông gia. Nhưng khi chứng kiến sự phân biệt đối xử của bên nội, tôi tuyệt đối không cho bố mẹ tôi gọi điện cũng như xuống chơi. Không phải tôi không muốn gặp bố mẹ tôi, mà vì tôi thương ông bà nhiều lắm. Nhiều lúc bố mẹ tôi nằm viện, trước mặt ông bà, tôi cố tình gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng thái độ của gia đình bên chồng vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ tôi nhiều lúc muốn tới thăm con cháu, nhưng thấy ông bà như thế nên cũng ngại. Và thật lòng tôi cũng không mong bố mẹ mình bị người ta dè bỉu khinh thường. Tôi buồn lắm. Thời đại văn minh mà sao ông bà suy nghĩ cổ điển như vậy? Sau này con gái ông bà cũng lấy chồng, nếu gia đình họ cũng chê gia đình mình thì phải làm sao? Hệ lụy của việc phân biệt giàu nghèo, đó là tình cảm của nhà chồng với tôi. Khi chưa tới nhà tôi, họ quý tôi, họ dễ dãi với tôi. Nhưng khi tới nhà tôi thấy 6 gian nhà ngói xi măng, họ thay đổi. Chân ướt chân ráo về nhà chồng, tôi bị mẹ chồng xóc xỉa. May Ngọc lấy chồng mới có quần áo nhỉ. Nhà họ con dâu đóng tiền ăn mỗi tháng 1,5 triệu dâu. Nhà này đóng có mỗi 1,4 triệu. Lòng tôi chĩu nặng. Chồng tôi đi làm ăn xa, nên mỗi ngày ở nhà chồng với tôi là một nỗi buồn đằng đẵng. Tôi làm gì cũng bị xỉa xói. Bạn của tôi là 4 bức tường lạnh lẽo. Đã có lúc tôi nghĩ dại là buông xuôi hạnh phúc, nhưng tôi đã kịp nắm lấy. Tôi cố gắng kéo gia đình lại gần nhau, nhưng càng kéo thì sự phân biệt giàu nghèo càng lộ rõ. Tôi không biết phải làm sao cho mẹ chồng tôi thay đổi suy nghĩ. Sống trên đời không gì quý giá bằng tình cảm. Đừng để đồng tiền làm mờ mắt nhân sinh. Không cho phép nhiệm màu nào đưa con người xích lại gần nhau bằng cái tâm và tình người rào rạt. Chê thông gia nghèo, không xứng chụp ảnh cùng, để rồi lúc sau xấu hổ cúi gằm mặt. Lớn lên trong một gia đình thuần nông ở miền Trung, bão lũ ập đến mỗi năm, khiến gia đình tôi đã nghèo lại càng nghèo hơn. Vì nuôi hai anh em tôi, bố tôi phải bỏ quê ra ngoài Hà Nội làm phụ hộ, kiếm tiền gửi về cho mẹ. Mẹ tôi ở nhà trồng 3 sào lúa và nuôi đàn lợn đàn gà, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Gánh nặng lại đổ dồn lên vai bố mẹ. Khi tôi và em trai học đại học, bố phải chạy xe ôm buổi tối, còn mẹ thì làm thuê cho người ta. Thương bố mẹ, không muốn sống trong cái nghèo nữa, tôi quyết tâm đi làm kiếm đồng lương ổn định. Sau 2 năm cố gắng, tôi cũng lên chức trưởng phòng nhân sự và nhận mức lương cao. Có tiền tôi tích góp gửi về quê cho mẹ sửa nhà, thay vì sống trong căn nhà lụp xụp. Từ trước đi làm, tôi gặp và yêu Tú, anh chàng cùng công ty. Tú là trai phố, con nhà có điều kiện, nhưng rất tốt và yêu thương tôi. Chúng tôi yêu nhau 2 năm thì quyết định cưới. Biết gia cảnh nhà tôi, bố mẹ anh phản đối dữ lắm. Nhưng Tú tuyên bố không lấy tôi, anh sẽ ở vậy cả đời, nên ông bà đành chịu. Mẹ Tú khó tính, hay xét nét và không hề thích tôi. Tôi biết những ngày tháng làm dâu sau này sẽ không dễ dàng gì, nhưng vì yêu nên cố. Tú cũng nói sau khi cưới sẽ ra ngoài thuê nhà ở riêng, tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Anh luôn cho tôi cảm giác yên tâm, được thấu hiểu. Tôi chưa bao giờ băn khoăn điều gì về Tú cả.
Duy chỉ có bố mẹ anh là tôi hơi sợ thôi. Đám cưới của chúng tôi mới diễn ra cách đây được 1 tháng. Ngày cưới tôi vẫn nhớ như in. Mẹ chồng đến xin dâu thay vì sời lời nói chuyện với thông gia, thì bà tránh mặt tỏ vẻ khinh khỉnh. Đáng lẽ về nhà trai mới trao quà cưới, thì ngay ở nhà tôi, mẹ chồng đã lôi ra trao cho con dâu. Mẹ cho tôi 1 chiếc nhẫn vàng 1 chỉ và 1 cái kiềng 2 chỉ, rồi lẩm bẩm rằng tôi không xứng nhận 3 chỉ này. Vì sĩ diện, bà mới cho để nhà gái biết xấu hổ. Trái ngược với phản ứng của mẹ chồng, mẹ tôi luôn chủ động hỏi chuyện ý tứ với thông gia, nhưng bà lại ngó lơ. Cho đến khi được đề nghị cả ông bà thông gia hai bên đứng vào chụp ảnh cùng các con, mẹ chồng tôi từ chối và đòi chụp riêng. Đứng bên hai mẹ, tôi vẫn nghe rõ mồn một mẹ chồng lẩm bẩm: nghĩ gì mà tôi đứng với đồ nhà quê kia, thông gia với nhà này chưa đủ nhục xấu hổ sao? Mẹ chồng nói thế tôi bất bình lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Vì có bao nhiêu người ở đây, chẳng lẽ nghèo là hèn, nghèo là không có tư cách chụp ảnh cùng thông gia ư? Mẹ tôi im lặng không nói gì. Bà chỉ nhẹ nhàng vào nhà mang ra 1 chiếc hộp, rồi lấy ra cái kiềng 6 chỉ trao cho con gái. Mẹ bảo dù không giàu có, nhưng vẫn muốn có quà tặng hai con làm vốn sau này làm ăn. Bất ngờ với món quà của mẹ, tôi không biết bà lấy tiền đâu ra mua hay lại vay mượn họ hàng. Chứng kiến cảnh đó, mẹ chồng cúi gằm mặt ngồi im 1 chỗ. Ra về, bà cầm tay mẹ tôi xin lỗi vì thái độ không tốt lúc nãy, nhưng mẹ tôi không trách mà bỏ qua. Từ hôm cưới đến giờ, mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ với tôi. Bà không tỏ vẻ khó chịu mỉa mai về xuất thân của tôi nữa, mà thay vào đó là hỏi han quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi biết bà làm thế vì xấu hổ với thông gia, vì nghĩ bố mẹ tôi nghèo, nhưng dám bỏ số tiền lớn cho các con, trong khi bà có điều kiện lại chỉ cho con được một chút ít. Với tôi, mẹ chồng có cư xử thế nào, có khó tính hay ghét bỏ tôi, thì tôi vẫn không dám giận bà, bởi tôi biết căng thẳng với mẹ chồng chỉ làm mối quan hệ của tôi và mẹ, thậm chí là cả chồng trở nên trầm trọng hơn. Tôi muốn chứng minh cho mẹ thấy tôi xuất thân trong gia đình nghèo khó, nhưng vẫn được giáo dục tốt thay vì có cái suy nghĩ tiêu cực về mẹ chồng. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý báo hiếu chăm sóc bà. Đó là lý do vì sao Tú kiên quyết đòi lấy tôi, mà không phải là một ai khác. Chê nhà thông gia nghèo, mẹ chồng bẽ mặt nhận được lời đáp trả sâu cay. Hôm qua là ngày đầu tháng con trai tôi, mẹ đẻ tôi ở dưới quê lên dự lễ đầy tháng cháu. Vì gia đình không mở rộng, nên lễ đầy tháng con tôi chỉ có gia đình nhà chồng và mẹ đẻ tôi thôi. Cứ tưởng mời thông gia lên thì mẹ chồng tôi phải đối xử lịch sự thế nào, nào ngờ bà vẫn chứng nào tật đấy. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn thấy nể phục mẹ mình quá và rất hà hê. Mẹ chồng tôi vốn là người có tính kênh kiệu, luôn tỏ vẻ ta đây giàu có hơn người. Chính vì cái thói ấy mà trong mắt bà ai cũng là người hèn kém. Nhà chồng tôi sống ở Hà Nội đã lâu nên tạm coi là người Hà Nội, còn gia đình ngoại tôi ở Nam Định nên bị coi là người ở quê. Vậy là ngay từ đầu giữa hai gia đình đã có khoảng cách nhất định rồi. Còn nhớ ngày đầu về nhà ra mắt nhà trai, mẹ chồng tôi lúc đó hỏi quê quán của tôi, rồi thở dài thườn thượt: cũng xa xôi nhỉ. Bác không sợ khoảng cách địa lý, mà sợ khoảng cách về sự hiểu biết của người thành phố với người ở quê. Nghe thấy vậy, tôi đã không có tình cảm với mẹ chồng mình lúc đó, nhưng tôi cũng cố gạt đi cái ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp ấy để tiếp tục mối quan hệ với chồng. Về ở rồi, tôi mới thấy mẹ chồng mình đúng là khó chịu thật. Chỉ là những sinh hoạt hàng ngày thôi, tôi cũng thấy khó ở lắm. Tất cả các món tôi nấu hay định nấu, bà đều ra công chỉ đạo từ khâu đầu tiên cho tới khâu cuối cùng. Nhiều lần tôi có nói bà cứ để tôi làm, nếu không biết tôi sẽ hỏi. Nhưng bà vẫn không tuyệt đối yên tâm, thi thoảng lại ra ngó nghiêng rồi hỏi: ở quê con đã nấu món này bao giờ chưa? Rồi ở nhà chắc chẳng có tiền mà mua ba mà ăn đâu con nhỉ? Những mấy trăm một cân đấy. Nghe thấy cái kiểu khinh người nhà quê là tôi đã không thể chấp nhận rồi. Tôi có phàn nàn với chồng, thì anh ấy cũng bảo tính bà thế, kệ bà thôi, để ý làm gì. Vậy là tôi cũng tập dần thói lờ đi mà sống cho xong chuyện. Rồi mấy cái thiết bị trong nhà bà lúc nào cũng lăm le sử dụng, chứ nhất quyết không muốn tôi động vào.
Vì sợ hỏng, tôi không biết dùng. Ở nhà quê làm gì có cái máy này mà dùng. Nhỡ không biết hỏng cái thì chết. Vâng thì mẹ cứ tùy ý sử dụng, con không động vào nữa. Thế là tôi càng đỡ việc. Tưởng bà ra vẻ ta đây với con dâu là tôi đã đành. Đằng này còn dám lên mặt dạy đời với mẹ đẻ tôi. Chẳng gì mẹ tôi cũng là bác sĩ nghỉ hưu, chứ không phải kiểu người không hiểu biết gì. Ấy vậy mà lên Hà Nội một cái bỗng trở thành người thấp kém hơn hẳn. Ai đời cuối bữa tiệc đầy tháng cháu hôm qua, mẹ chồng tôi gói ghém mấy quả táo rán mác táo Mỹ táo Tây gì đó, rồi đưa cho mẹ tôi và nói, bà mang về cho cháu, táo này đắt tiền lắm đấy, chăng ở quê cũng chẳng dám bỏ tiền ra mua mà ăn như trên thành phố đâu. Nghe xong tôi bực cả mình với cái giọng khinh khỉnh ấy của mẹ chồng. Chưa kịp nói gì thì mẹ tôi cất lời, cảm ơn bà, nhà quê chúng tôi chỉ quen ăn đồ sạch, không hóa chất độc hại thôi. Mấy thứ quả cây này để cả nửa năm không hỏng, chúng tôi sợ ăn vào rồi mắc bệnh, lại chẳng có tiền mà chữa chạy. Thế nên tôi xin phép không cầm về bà, con cháu nhà tôi cũng không dám cho ăn. Nếu có mang về thì chỉ béo cho chim họa mi của thằng con tôi nó ăn thôi bà ạ. Mẹ chồng tôi tái mặt, không nói được lời nào. Mẹ tôi quay sang nói tiếp, con vừa sinh xong chớ có ăn mấy thứ quả này con nhé, không béo bởi như người ta vẫn nghĩ đâu con ạ. Nói xong mẹ đẻ tôi nháy mắt với tôi, ra vẻ hả hê rồi chào bà thông ra và tạm biệt mẹ con tôi ra về. Là con gái nhất định phải biết hai điều này để không bị mẹ chồng xem thường. Điều thứ nhất, hãy trân quý bản thân mình, đừng dễ dàng đồng ý sống chung với bạn trai, đặc biệt là trong tình huống con gái chưa được cha mẹ nhà trai chấp thuận, thì ấn tượng đầu tiên sẽ rất quan trọng. Nếu bố mẹ chồng tương lai chưa gặp bạn bao giờ, nhưng đã nghe nói bạn và con trai họ ở chung với nhau, họ sẽ khinh thường bạn, thậm chí cảm thấy bạn không biết tự xấu hổ. Có lẽ điều này không công bằng với bạn, nhưng quan niệm thế tục là như vậy. Dẫu cho cuối cùng bạn và anh ấy có thành đôi hay không, thì bố mẹ chồng cũng canh cánh bên lòng vì bạn mà bới lông tìm vết. Có câu rằng, mẹ chồng nàng dâu khó chung sống hòa thuận. Kỳ thực có một vài việc đã để lại di chứng ngay cả khi chưa kết hôn. Ấn tượng đầu tiên không tốt sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu sau này. Điều thứ hai, nhất định phải hiểu phép lịch sự, đặc biệt là lần đầu nàng dâu tương lai bước vào cửa nhà bạn trai, thì mọi thứ sẽ đều phải được nhìn qua kính hiển vi, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng. Thậm chí nhỏ như một cái nốt ruồi trên mặt bạn, họ cũng đều nhìn rõ. Các bà cô, em chồng, với cô dì sẽ tha hồ bình phẩm sau lưng bạn. Còn nhớ hồi nhỏ hễ nghe nói con trai nhà ai dẫn bạn gái về nhà, là hàng xóm ba bể bốn bên đều chạy tới xem mặt. Sau đó mọi người bàn luận rộn ràng, con bé này trông xinh phết, lại hiểu lễ nghĩa, cô gái này vừa nhìn đã thấy sắc sảo, sau này thế nào cũng tranh hơn thua với mẹ chồng. Dung mạo là cha mẹ ban cho, chẳng thể thay đổi, nhưng hiểu lễ nghĩa lại là điều nhất định bạn phải có. Bởi lẽ không hiểu lễ nghĩa thì dẫu đẹp nữa, bạn cũng sẽ khiến bố mẹ chồng tương lai phải nhíu mày khó chịu. Sau này họ không chỉ tỏ thái độ với bạn, mà còn nghĩ rằng cha mẹ bạn không có giáo dưỡng. Nếu không thì sao lại dạy dỗ ra một cô gái không hiểu biết như vậy. Hôn nhân là đại sự trong đời, đối với người con gái mà nói lại càng chẳng thể qua quýt. Về già nhớ kỹ, bốn người dù lạ cũng phải làm thân, năm kẻ dù thân cũng phải tránh. Xin mời chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, người ta vẫn nói biết người biết mặt khó biết được lòng người. Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều kẻ đạo đức giả, bề ngoài thì coi quý vị như anh em, nhưng thực chất là lợi dụng quý vị để đạt được mục đích của bản thân họ. Và đương nhiên quý vị cũng không thể nào đánh giá một người tử tế hay không chỉ qua những hiện tượng bề ngoài. Khi đánh giá một người nên nhìn vào lời nói và việc làm của họ, chứ không nên chỉ nhìn vào diện mạo và cách nói chuyện của họ. Càng không thể bởi vì ngoại hình xinh đẹp hay nói chuyện cuốn hút của họ. Không phải ai cũng đâm sau lưng quý vị, nhưng nếu có thể biết được cách nhìn nhận con người và sự vật đúng, chúng ta sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết. Vậy nên trước khi bắt đầu một mối quan hệ,
quý vị hãy xem xét thật kỹ những người quý vị định kết giao để giúp ích cho quý vị trong việc kết giao. Cổ nhân đã đúc kết ra những kiểu người mà quý vị nên tránh xa và những kiểu người quý vị hãy cố gắng kết giao để có một cuộc đời suôn sẻ. Vậy đó là những kiểu người nào? Quý vị đã từng gặp họ trong cuộc đời mình hay chưa? Quý vị hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay để rút kinh nghiệm cho mình trong quá trình chọn bạn kết giao nhé. Trước hết là 5 kiểu người trong xã hội quý vị tuyệt đối tránh càng xa càng tốt. Người đầu tiên là người đối xử tệ bạc với cha mẹ. Quý vị ơi, trong cuộc sống thì cha mẹ là đối tượng tu tập đầu tiên của chúng ta trong cuộc đời này. Cách quý vị đối xử với cha mẹ của mình chính là bản chất thật nhất của một người. Bởi vậy trong tất cả các phẩm hạnh thì lòng hiếu thảo là trên hết. Ân cha mẹ bao la như trời biển, như vậy lòng người con phải bao dung cha mẹ. Đối xử tốt với cha mẹ là trách nhiệm của mỗi người. Vậy cho nên những người đối xử tốt với cha mẹ của họ là những người xứng đáng để xây dựng tình bạn sâu sắc nhất. Ngược lại thì loại người bất hiếu, không tôn trọng cha, không kính trọng mẹ, thậm chí xúc phạm và ngược đãi cha mẹ, đây là loại người đầu tiên được ví như động vật. Bởi vì sao chắc quý vị cũng rõ. Đến cha mẹ mình mà họ còn không đối xử tử tế, thì với một người ngoài như quý vị, họ cũng sẽ không coi ra gì, thậm chí còn có thể hại quý vị. Nên nếu quý vị có quen thì hãy tránh càng xa càng tốt nhé. Quý vị nghĩ xem, cha mẹ vất vả nuôi ta khôn lớn, thế mà lại không những không biết cảm ơn, lại còn thường xuyên mắng chửi cha mẹ. Người như vậy liệu còn có đáng để kết giao nữa hay không? Dẫu quý vị có tốt với anh ta hơn nữa, thì có tốt bằng cha mẹ anh ta hay không? Anh ta ngay đến cả ân tình của cha mẹ cũng không nhớ kể đến, thì liệu có nhớ đến chút ân tình đó của quý vị hay không? Có những người rất lịch sự với người ngoài, nhưng với những người thân thiết của mình, trong đó có cả cha mẹ, lại thường hay nặng lời, thậm chí quát mắng. Người như vậy, dù biểu hiện của anh ta có tốt thế nào, thì cũng nên ít qua lại. Người thứ hai, người vay tiền nhưng không muốn trả. Một câu chuyện được chia sẻ như sau. Tôi có người bạn khá thân thiết, tính cách của người này hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè. Nhưng một tật xấu duy nhất chính là vay tiền nhưng không trả. Một lần tôi nhắc đòi tiền, người bạn này đều tìm đủ mọi lý do để trì hoãn. Chẳng hạn như mới đầu tư tiền bạc, kinh doanh, nào là điện thoại hỏng, hay bố vừa đi viện cần tiền chi tiêu. Có thời điểm tôi nhắn tin nhắc tiền mấy ngày, người bạn này không trả lời tin nhắn, sau đó còn ngụy biện mình bị bệnh phải nằm viện điều trị. Số tiền cho vay tuy không lớn, nhưng khiến tôi khá mệt mỏi khi nhắc đòi. Chơi cùng nhau khá hợp, vui vẻ. Nếu chỉ vì mấy trăm bạc cho vay mà thành nghỉ chơi, thì có đáng hay không? Có lẽ rất nhiều người trong số chúng ta đều ít nhất một lần gặp phải tình cảnh bạn bè vay tiền, nhưng rồi không trả, khiến chúng ta khó quyết đoán trong mối quan hệ, xem nên tiếp tục chơi cùng hay là dừng chơi. Thế nhưng quý vị cứ thử nghĩ mà xem, nếu chỉ vài trăm bạc mà người bạn kia không trả, thì điều gì có thể khiến quý vị tiếp tục tin tưởng và duy trì mối quan hệ này? Có thể lần này quý vị chỉ cho vay vài trăm bạc, nhưng nếu những lần sau đó, số tiền có thể nhiều hơn thế và họ cũng không trả thì sao? Còn người bạn vay tiền không trả kia, liệu họ có nhận ra bản thân đã sai lầm hay không? Khi họ vay được tiền từ quý vị, họ hận không thể quỳ xuống vỗ ngực, bày tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ trả tiền đúng hạn. Nhưng khi đến hạn trả tiền, họ sẽ trốn tránh bằng nhiều lý do, thậm chí là tắt hết mọi phương thức liên lạc và bỏ trốn. Loại người này nếu quý vị đã gặp một lần, thì hãy xin tuyệt giao luôn đi. Khi con người ta cho vay tiền, thứ cho vay là tiền, nhưng thứ nhìn thấy được lại chính là lòng người. Với những người vay tiền mà không trả, họ coi lòng tốt của quý vị là đương nhiên, là điều nên làm. Dù quý vị có cho họ vay nhiều như thế nào, họ cũng chẳng hề trân trọng. Khi quý vị cần tiền, quý vị đòi họ, hoặc khi cần họ giúp đỡ, cũng chưa chắc quý vị sẽ nhận được sự hồi đáp. Một sự thật tuy trần trụi,
nhưng khiến con người ta phải thức tỉnh và dùng lòng tốt vào đúng chỗ, đúng người. Ai cũng phải vất vả kiếm tiền, chứ không dễ dàng và hưởng thụ. Những người vay tiền không trả chỉ là những người mưu lợi cho bản thân. Với kiểu người này, quý vị nên tránh xa càng sớm càng tốt, kẻo rước họa vào người quý vị nhé. Người thứ ba là người vô ơn. Xã hội không bao giờ thiếu những kiểu người như thế này. Quý vị luôn sẵn sàng và vui vẻ khi giúp đỡ anh ta. Nhưng một khi quý vị không giúp, anh ta sẽ không cho quý vị một khuôn mặt tốt. Cuộc sống này vốn không có công bằng, và những người vô ơn thì rất rất nhiều. Quý vị không thể quản cũng không thể khiến họ thay đổi. Điều này tuy nghiệt ngã, nhưng đó mới là cuộc sống. Thế nên khi gặp loại người không biết điều, vô ơn, tốt nhất hãy tránh kết giao thâm tình. Người vô ơn thì dù quý vị có giúp họ bao nhiêu lần, làm cho họ bao nhiêu việc, rồi họ cũng quên sạch khi quý vị không còn giá trị lợi dụng. Có những người sống trên đời chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Quý vị càng sống bao dung, thì cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là quý vị. Quý vị phải nhớ một điều rằng, giúp đỡ người khác là điều rất tốt, nhưng giúp đỡ không đúng lúc, đúng người, đúng chỗ, có thể hại chính bản thân mình. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể nuôi dưỡng quý vị và bòn rút quý vị. Nếu một mối quan hệ chỉ vì họ có thể chiếm lợi từ quý vị hết lần này đến lần khác, hãy suy nghĩ lại, có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ ấy không? Đôi khi quý vị phải sống ích kỷ một chút, vì bản thân một chút, đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của mình hãm hại mình. Cuộc đời này người tốt như đóa hoa ngát hương, càng gần càng thơm lây. Kẻ xấu như vũng bùn, càng tiếp xúc càng bẩn tay. Điều duy nhất mà quý vị nên làm chính là đừng phung phí lòng tốt cho người không ra gì. Chỉ cần sống bình an, còn lại thì mong quý vị đừng quá quan tâm đến chuyện của kẻ tiểu nhân, thì chẳng phải bận lòng lo nghĩ. Người thứ tư đó là người không tôn trọng người khác. Quý vị có lẽ đã từng chứng kiến một số người xung quanh mình thường không biết cách tôn trọng người khác và tự cho mình là trung tâm. Những người đã từng xây dựng hạnh phúc của mình trên sự đau khổ của người khác, làm hại mọi người vì lợi ích của họ, thể hiện khoe khoang thành tích của mình trước kẻ yếu. Loại người này được ví như sâu bệnh hại người, có thể gây tiêm nhiễm những suy nghĩ không lành mạnh sang cho người khác, nên quý vị cũng cần tránh xa họ. Người ta nói rằng, nền tảng của lương thiện chính là sự khiêm tốn, khởi nguồn của tà ác chính là sự ngạo mạn. Lúa càng chín thì đầu càng cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một loại cảnh giới. Người đại tài có bản lĩnh, không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh, đôi lúc cũng nổi nóng. Còn kẻ không có tài thì không có bản lĩnh, và lúc nào cũng nổi nóng. Người xưa cũng từng nói rằng, đứng ở cây tùng, ngồi như cái chuông, bước đi như gió, cử chỉ điềm đạm tự nhiên, chính là biểu hiện của một người có tu dưỡng. Người thứ năm đó là người vong ân bội nghĩa. 10 điều quý vị đã làm, 9 điều cho anh ta, 1 điều không tốt như ý định của anh ta. Anh ta bỏ lại quý vị, quay ngoắt lại và hòa đồng với những người khác. Anh ta không bao giờ nhớ rằng quý vị đã tốt với anh ta như thế nào. Anh ta chỉ nhớ đến bản thân mình và yêu cầu mọi người giúp đỡ anh ta như một điều hiển nhiên. Loại người này được coi là sói mắt trắng, vong ân bội nghĩa. Một khi quý vị dính vào một trong số những loại người trên, cuộc sống của quý vị về cơ bản bị hủy hoại. Nên trước khi quá muộn, hãy tránh họ càng xa càng tốt. Có câu rằng, có nhiều bạn bè thì đường đời sẽ dễ đi hơn. Nhưng tình bạn thì nên nhìn vào chất lượng, chứ đừng chỉ chăm chăm vào số lượng mà thôi. Quả thực là kết giao khắp thiên hạ, tri kỷ chẳng mấy người. Người có thể hiểu ta, có thể hiểu cách đối nhân xử thế, tìm được chẳng dễ chi. Vậy thì chi bằng ta hãy cố gắng tu sửa mình, tu đức dưỡng tính, rồi thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cuối cùng ta cũng sẽ gặp được người cần gặp mà thôi. Nếu xung quanh quý vị có sự xuất hiện của 5 kiểu người trên, thì tốt nhất là quý vị nên tránh xa. Bởi họ có thể ví như những tai họa trong cuộc đời của chúng ta đấy, quý vị ạ. Vậy thì trong cuộc đời, chúng ta nên kết thân với ai? Đáp án chính là phải kết thân được 4 người này, quý vị ạ.
Thứ nhất, người đánh giá cao bạn bè. Ngay cả khi quý vị gặp khó khăn hay rắc rối, thì họ luôn khuyến khích và giúp đỡ quý vị. Thứ hai, một người bạn có năng lượng tích cực. Họ đi cùng quý vị khi quý vị buồn, đưa ra các giải pháp cho quý vị. Thứ ba, một người sẵn sàng dẫn dắt quý vị. Họ sẵn sàng dẫn dắt quý vị một cách ích kỷ, bước qua bùn lầy và sương mù để hướng về phía trước. Thứ năm, người sẽ phê bình quý vị. Họ luôn nhắc nhở quý vị, giám sát quý vị, phê bình quý vị khi quý vị làm sai để quý vị sửa. Họ không muốn cuộc sống của quý vị xuống dốc. Nếu gặp bốn kiểu người này, xin quý vị hãy ghi nhớ suốt đời, bởi vì họ là những người thích chủ động trả tiền, không phải vì họ có quá nhiều tiền. Điều quan trọng là họ nhìn thấy tình bạn hơn tiền bạc. Những người sẵn sàng để mọi người có lợi khi họ hợp tác, không phải vì họ ngu ngốc, mà là họ biết chia sẻ. Những người sẵn sàng làm nhiều việc hơn khi mọi người cùng làm việc, không phải vì họ ngu ngốc, mà là họ biết cách chịu trách nhiệm. Một người biết xin lỗi sau khi cãi nhau, không phải vì họ sai lầm, mà là họ biết cách trân trọng. Những người sẵn sàng giúp đỡ quý vị không phải vì nợ quý vị bất cứ điều gì, đó là vì họ coi quý vị là một người bạn thực sự. Có bao nhiêu người bỏ qua sự thật đơn giản này, và có bao nhiêu người coi đó là điều hiển nhiên. Hãy luôn tĩnh tâm sáng suốt và nhận ra những người bạn đích thực của cuộc đời mình quý vị nhé.